hướng dẫn sử dụng máy may gia đình nội địa Nhật Bản Jaguar KC206. Trước tiên chúng ta mở công tắc nguồn bên hông đây. Đây là chiếc máy may gia đình nội địa Nhật công nghệ mới, sử dụng ổ chao cổ điển. Đây, trên máy thì cái nút đầu tiên là nút may dừng, bấm may bấm dừng. Nút thứ hai là nút dùng để lại mũi, chúng ta đè luôn. Đây là nút chỉnh độ căng chỉ. Đây là tốc độ nhanh chậm, bên này là chậm, bên này là nhanh. Và đây là nút dùng để chọn mẫu, lên xuống để chọn mẫu. Còn đây là nút chỉnh thưa dày mũi chỉ và biên độ dích dắt to nhỏ đối với một cái mẫu. Đặt mở lại. Đối với mẫu may nè. Thì đây là nút chỉnh thưa dày nè. Còn qua lại là chỉnh biên độ dích dắt to nhỏ. Đối với mẫu may thì nó sẽ là dời kim qua trái phải. Còn đối với dích dắt thì nó sẽ là chỉnh biên độ dích dắt to nhỏ. Rồi để sử dụng máy thì trước tiên chúng ta sẽ sang suốt chỉ, từ ống chỉ sang con suốt. Con suốt không chúng ta cắm lên rồi đánh suốt. Ống chỉ chúng ta bỏ vào cọc chỉ. Đây, cọc chỉ máy này thì có thể gập xuống nha. Khi xài chúng ta bật nó lên. Bỏ vào, cài nó lại. Chúng ta cài vừa thôi cho ống chỉ nó có thể xoay được. Rồi từ ống chỉ chúng ta đi vào cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên là số 1. Để đánh suốt thì chúng ta móc lên cái rồi đánh suốt này. Chúng ta móc phía sau như thế này. Quấn nó mà. Quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Mấy vòng cho nó bám vào con suốt. Chúng ta gạt cái đánh suốt này qua phía tay phải. Và chúng ta bấm nút may. Chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Khi mà đủ rồi chúng ta bấm nút may một lần nữa nó sẽ dừng. Gạt lại cái đánh suốt này qua phía tay trái lấy ra. Chúng ta sẽ bỏ suốt chỉ vào trong máy. Để bỏ suốt chỉ vào trong máy thì chúng ta kéo cái hộp phụ kiện này, kéo qua bên trái, bật cái nắp ra, lấy con thuyền này, đây là thuyền cổ điển, kéo vào cái lẫy này, móc ra. Rồi để lấy con suốt thì chúng ta phải lẻ cái lẫy này sát vào, dốc con suốt ra. Chúng ta bỏ suốt vào, bỏ suốt chỉ vào thì chúng ta cũng lưu ý cái chiều. Khi mà chúng ta kéo, đây chúng ta bỏ vào. Bỏ vào thì chúng ta kéo vào cái rãnh này. Kéo qua đây. Ở đây là được rồi. Chúng ta để ý nếu chúng ta kéo con suốt theo chiều này, kéo chỉ theo chiều này và con suốt sẽ đi chiều ngược lại là đúng. Chúng ta bỏ sai nó vẫn chạy được, mà nó không đẹp bằng bỏ đúng. Chúng ta bỏ vào. Cái cây này hướng lên đúng như cái ngàm trong máy. Ấn vào giữa, kêu cái cạch một cái là đúng. Và chúng ta có thể kiểm tra lại. Đối với cái này chúng ta bỏ lỏng nó sẽ chạy rối chỉ nha. Đây bỏ vào là nó sẽ có lò xo búng như thế này. Còn nếu mà nó lỏng lét á thì là chúng ta bỏ chưa vào, chúng ta lấy ra bỏ lại. Sở chỉ trên thì trước tiên chúng ta cần phải nhấc chân vịt lên. Bước này rất là quan trọng nha. Tại vì nó có một cái kẹp chỉ ở khu vực. Kẹp chỉ ở khu vực này. Khi chúng ta nhấc lên nó mới mở ra cho chúng ta sỏ. Rồi, bước số 1 cũng là đây, nhưng không kẹp lên cái đồng tiền đánh suốt này nữa. Chúng ta đi thẳng bước số 2. Bước số 3. Bước số 4 là móc vào cò từ bên phải và bên trái. Xuống số 5. Chúng ta móc vào cái móc này. Tới đây chúng ta sẽ hạ chân vịt xuống, nó sẽ kẹp sợi chỉ lại. Chúng ta xỏ vào kim từ trước ra sau. Thì máy này nó có hỗ trợ một cái đồ xỏ chỉ luôn này. Để sử dụng đồ sợi chỉ này thì tay phải chúng ta cầm sợi chỉ, tay trái chúng ta cầm đồ sợi chỉ. Và chúng ta lưu ý là khi xài là cái kim nó phải nằm ở vị trí cao nhất thì mới sử dụng được cái đồ sợi chỉ này. Tay phải đưa qua đây. Giữ nguyên tay phải, kéo tay trái xuống hết cỡ, đẩy cho cái móc nó chui qua lỗ kim nè. Giữ nguyên tay trái, đưa sợi chỉ đụng vào mũi kim. Kéo lên. Lúc này chúng ta kéo cái móc, kéo sợi chỉ qua và nhớ thả nhẹ từ từ sợi chỉ luôn, không được giữ sợi chỉ lại. Thì cái móc nó rất là mảnh, nếu chúng ta giữ lại thì nó sẽ gãy luôn cái móc á, nó hư luôn cái móc. Tới đây chúng ta sẽ lấy cái chỉ dưới lên bằng cách là tay trái cầm chỉ trên ngang qua như thế này. Không chặt quá cũng không lỏng quá. Bình thường đối với một cái máy thì chúng ta quay vô lăng một vòng
máy này cũng được, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng nút lại mũi bấm một lần là nó sẽ quay một vòng cho mình luôn. Lấy được cái chỉ dưới lên, nhét hai sợi phía dưới cho đậy hộp phụ kiện này. Chúng ta mở bỏ vải vào may. Khi mà mở máy lên thì máy sẽ chọn chế độ 00 là đường may. Và chúng ta may lại mũi, chúng ta bấm đèn luôn. Rồi khi máy dừng sẽ tự dừng đúng chỗ và chúng ta lấy chỉ ra ha. Rồi để chọn mẫu nào chúng ta chỉ việc bấm theo số mẫu đó thôi. Theo máy thì nó sẽ có một cái bộ chân dịch. Đối với máy này thì sẽ có trong máy là ba cái chân dịch phụ kiện và một cái chân dịch cơ bản ở trên máy. Cái chân dịch thứ nhất là chân dịch chai dây kéo. Thì chúng ta lưu ý chai dây kéo chúng ta chỉ xài đường may số 00 thôi. Cái chân thứ hai là chân dùng để may biên, may mí, may lai ẩn. Thì chúng ta có thể chỉnh được cái biên to, biên nhỏ bằng con ốc ở trên chân dịch này. Và cái ứng dụng của nó là sẽ sử dụng số 06 dùng để may lai ẩn. Thì cái này đã có một cái video riêng rồi. Cuối cùng là chân dịch thù khuy. Sử dụng mẫu khuy từ 36 tới 39. 4 cái khuy. Máy này làm khuy rất là đẹp luôn. Khuy vuông, khuy hình tròn luôn. Đây, chúng ta sẽ làm thử. Ví dụ như thử một cái khuy vuông, khuy bình thường 36. Thì để canh được cái độ dài của cái khuy á, chúng ta sẽ bỏ một cái hộp nút vào trong đây. Nó sẽ làm bằng cái độ dài của hộp nút đó. Rồi chúng ta gắn vào máy. Thì ở trên máy nó có một cái thanh này, chúng ta ấn nó lên nó sẽ rớt cái chân dịch ra. Bất kỳ cái chân dịch nào cũng có một cái thanh kim loại ngang như thế này. Thì chúng ta chỉ việc đưa vào đúng vị trí. Đối với chân dịch khuy thì nó hơi cao này, những cái chân khác chúng ta chỉ việc đưa vào đúng vị trí này. Hạ xuống là nó dính vào thôi. Nhấc lên, ấn ra. Rồi, riêng cho cái chân vịt khuy thì nó hơi cao, chúng ta có thể tự nhấc lên. Ví dụ mình may mà vải dày quá, chúng ta cũng có thể tự nhấc cao lên nha. Tự nhấc cao lên một xíu để nhét vải hoặc là nhét chân dịch vô thay. Đưa vào đúng vị trí, hạ xuống là nó dính vào. Chúng ta bỏ vải vào. Thì đặc biệt cái chân này nó không giống như những cái chân khuy tự động khác, là chúng ta phải đưa cái vạch đỏ này nè. Chúng ta gắn vào trước đi. Rồi chúng ta kéo cái cần khuy này xuống. Cần khuy này kéo xuống. Đó. Kéo ra phía sau cái chân dịch như thế này. Rồi, chúng ta sẽ nhấc chân dịch lên và chúng ta đưa cái vạch đỏ này nè ngang với bằng cái lỗ kim. Chúng ta có thể nhìn từ phía trước như vậy chúng ta thấy ngang rồi, nhưng mà thật sự nó chưa ngang nha. Chúng ta nên nhìn từ bên hông qua như thế này. Thì chúng ta thấy là nó chưa đủ tới, chúng ta đẩy nó ra phía sau một tí. Đó, nó ngang bằng cái lỗ kim thì mới làm được. Rồi, chúng ta bấm. Kết thúc một cái khuy nó sẽ tự dừng. Nhấc lên lấy ra và chúng ta tiếp tục làm cái khuy kế tiếp. Đưa tới và đưa cái này ngang bằng cái lỗ kim.